Theo báo chí đưa tin, những ngày vừa qua, Real Madrid đang trải qua một cuộc đại khủng hoảng chấn thương. Mới nhất thì Los Blancos ghi nhận 2 trường hợp chấn thương sau đợt FIFA Day mang tên Vinicius và Camavinga. Ngoài ra, trước khi mùa giải bắt đầu, thủ môn Thibaut Courtois cũng chấn thương và bắt buộc Real Madrid phải mượn Kepa từ Chelsea. Danh sách cầu thủ ngồi ngoài của họ còn có Aurier Tchouameni, David Alaba, Eder Militao, Dani Carvajal và Ferland Mendy. Người nhẹ nhất cũng phải mất nửa tháng nữa mới có thể trở lại thi đấu. Đứng trước tình hình nhân sự bất ổn, Real vẫn khẳng định sẽ không mua thêm người vào kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới, bởi lẽ cầu thủ trẻ như Brahim, Nico Paz, Gonçalo Garcia hay Mario Martin đang rất sẵn sàng cho nhiệm vụ mới. Đây không phải là thời điểm để Real Madrid cuống quýt vội vàng mua sắm. Carlo Ancelotti cùng các cộng sự luôn có niềm tin vào kế hoạch B. Nhà cầm quân người Italia sẽ giúp Los Blancos xoay sở tốt tình hình, sống khỏe cho đến hết Giáng sinh. Có vẻ họ rất tự tin vào các giải pháp từ nội bộ câu lạc bộ. Những cầu thủ trẻ có thể đảm nhận một vai trò quan trọng mà từ trước tới nay họ chưa từng đảm nhiệm. Từ Marca bình luận, niềm an ủi duy nhất của họ là việc Jude Bellingham đang hồi phục rất tốt và có thể sớm trở lại thi đấu. Kể từ khi gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, sao trẻ người Anh đã dần vươn mình trở thành một nhân tố không thể thay thế, và trong lúc đội bóng đang gặp hoạn nạn thế này, đây hoàn toàn sẽ là một cơ hội để Bellingham có thể tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh của mình. Sở dĩ là người ta tin tưởng vào Bellingham trong giai đoạn khó khăn này bởi lẽ màn trình diễn của anh kể từ đầu mùa giải đến giờ cực kỳ ấn tượng. Trong màu áo của Real Madrid, Bellingham tạo được hiệu ứng mạnh mẽ khi được huấn luyện viên Carlo Ancelotti xếp đá hộ công ngay phía sau bộ đôi tiền đạo đó là Vinicius và Rodrigo. Xông xáo kiến tạo trong đồng đội tốt đã đành, Bellingham đột nhiên thể hiện phẩm chất săn bàn xuất sắc, không thua kém bất cứ một chân sút nào. Thậm chí anh đang dẫn đầu danh sách vô phá lưới tại La Liga với 10 bàn sau 11 trận. Không chỉ ở đấu trường quốc nội, Bellingham cũng đang cho thấy cái duyên ghi bàn của mình ở Champions League với 3 bàn và 2 kiến tạo. Lần gần nhất một cầu thủ ghi 13 bàn trong 13 trận đầu tiên cho Real Madrid chính là Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, thống kê của Bellingham còn ấn tượng hơn cả Ronaldo khi trung bình anh chỉ mất 2,6 pha dứt điểm để kiếm được một bàn thắng. Điều đáng nói nữa là Bellingham đã lập công trong những trận cầu đỉnh cao như việc anh trở thành cầu thủ Madrid đầu tiên trong thế kỷ này ghi 2 bàn ngay trong trận ra mắt El Clasico, giúp Real thắng ngược 2-1 ngay trên sân Barca hôm 28 tháng 10. Ngay cả Cristiano Ronaldo vĩ đại cũng không thể làm được điều đó. Tất cả chúng ta đều biết, Jude Bellingham rất giỏi và tiến bộ quá nhanh. Anh thực sự là vị vua mới của El Clasico, từ gôn ca ngợi. Rõ ràng Bellingham xứng đáng đến từng xu một, từ mức phí tuyển mộ tổng cộng có thể lên tới 134 triệu euro mà Real Madrid phải trả cho Dortmund để đưa Bellingham về sân Santiago Bernabeu hè vừa qua. Với hiệu suất trung bình ghi một bàn sau 86 phút, chẳng sai khi toàn bộ hy vọng của Real trong giai đoạn khó khăn đặt hết lên vai của Jude Bellingham. Người ta càng tin tưởng vào tiền vệ người Anh khi mà rất nhiều lần trong mùa giải năm nay, Bellingham đã lên tiếng đúng lúc để giải cứu Real khỏi những tình huống hiểm nghèo nhất. Điển hình là trong trận đấu với Union Berlin ở vòng bảng của UEFA Champions League. Dù cho đã liên tục áp đảo đối thủ trong suốt trận đấu với 31 cú sút trúng đích, ấy vậy mà các chân sút của kền trắng vẫn chẳng một lần làm rung mảnh lưới của đối phương. Phải đến phút 90 của trận đấu, cú sút thứ 32 của Real mới có thể làm nên chuyện. Chủ nhân của bàn thắng không ai khác ngoài Jude Bellingham. Nhưng nhắc đến cú đúc của anh chàng này ở trận El Clasico mới gọi là hết nước chấm. Phải nói rằng một tay Bellingham đã xoay chuyển cục diện trận đấu. Chứng kiến phong độ tuyệt vời của Jude Bellingham, không ít người đã dành những lời khen có cánh, trong đó có cựu tiền đạo Saviola. Ông cho biết quả bóng vàng 2023 sẽ là Lionel Messi nhưng sau đó có thể là Bellingham. Cậu ấy hội tụ rất nhiều phẩm chất và có thể tạo ra nhiều thứ khác biệt. Cậu ấy có thể ghi bàn, có thể chơi rộng, chuyển trạng thái cực kỳ tốt, rút sút bóng tốt và cũng có thể đánh đầu. Để giành quả bóng vàng bạn phải toàn diện và tôi nghĩ đó là điều mà cậu ấy đang sở hữu. Trong khi đó, cựu tiền vệ Guti chia sẻ với tờ E Chirigunto, không còn nghi ngờ gì nữa, Bellingham chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Cậu ấy không chỉ cạnh tranh với các tiền vệ mà còn cạnh tranh với cả các tiền đạo nữa. Vấn đề là giải quả bóng vàng thường được dành cho những người ghi bàn và cậu ấy đang làm rất tốt điều đó. Mùa này, từ một tiền vệ, Bellingham đang hóa thân thành một cây săn bàn đẳng cấp. Sở dĩ có điều này là bởi vì kể từ khi Benzema ra đi, Real đã không sở hữu một tiền đạo cắm nào đủ đẳng cấp gánh vác hàng công. Sự có mặt của Jose Lu chỉ như một giải pháp tạm thời. Nhiệm vụ chính của anh là mục tiêu thu hút đối thủ để tạo ra các khoảng trống cho các tiền đạo băng lên dứt điểm. Và việc của Bellingham là tìm ra những chỗ như vậy để khai thác và ghi bàn. Vậy mới nói rằng Bellingham thực sự nhạy bén đến nhường nào. Thiếu đi một mũi nhọn sắc bén như Vinicius, không sao, bởi chừng nào còn có mặt Bellingham trên sân là lúc đó người hâm mộ của Real có quyền yên tâm. Jude Bellingham đang chơi hay và chững chạc hơn rất nhiều so với lứa tuổi 20 của mình. Chẳng phải ngẫu nhiên mà tiền vệ tài năng này đang là trụ cột của cả Real và đội tuyển Anh.
Sự có mặt của Bellingham là một phần nguyên nhân trực tiếp khiến cho huấn luyện viên Carlo Ancelotti phải cất Luka Modric trên băng ghế dự bị. Dẫu vậy, thành tích ghi bàn của Jude Bellingham không làm người ta quên đi rằng anh cũng rất xuất sắc ở các phần việc khác. Bellingham là cầu thủ có số đường chọc khe nhiều thứ ba tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Khi không có bóng, Bellingham di chuyển khắp mặt sân như một chiến thần pressing. Còn khi có bóng, những pha xử lý của cầu thủ người Anh luôn làm người ta liên tưởng đến một huyền thoại vĩ đại khác của Real Madrid, Zinedine Zidane. Nhờ hàng loạt bản hợp đồng đắt giá, hiệu quả trong nhiều năm liền, Real đang vươn mình thiết lập thế thống trị tại đấu trường châu Âu với 5 chức vô địch Champions League, bao gồm 3 lần đăng quang liên tiếp. Kỷ nguyên thành công này vừa chính thức khép lại khi thành viên cuối cùng của bộ 3 BBC chứ danh là Karim Benzema cũng đã rời đi. Nếu Bale chỉ tỏa sáng trong vài khoảnh khắc, thì Cristiano Ronaldo và Benzema là những ngôi sao mang tính biểu tượng, là thủ lĩnh của hàng công Real Madrid trong hơn chục năm liền. Hơn 800 pha lập công là thống kê biết nói về giá trị và ảnh hưởng của bộ đôi này tại Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe, ngôi sao số 1 của bóng đá Pháp, tài năng được đánh giá cao nhất trong vài năm qua, giai đoạn hậu kỷ nguyên Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, được kỳ vọng sẽ là ngôi sao mới của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, Mbappe không đến Madrid và bị xem là trở mặt. Rốt cuộc, thương vụ bom tấn được Real Madrid thực hiện trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua là Jude Bellingham. Và quả thực bản hợp đồng hoành tráng nhất hè vừa rồi đã không khiến họ phải thất vọng. Cựu hậu vệ Carranca của Real Madrid tin rằng Bellingham có thể truyền cảm hứng cho câu lạc bộ giành được nhiều vinh quang hơn trong mùa giải này. Carranca nói, tôi không có bất kỳ ngạc nhiên hay nghi ngờ nào. Nhưng có lẽ một điều ngạc nhiên là cậu ấy đã hòa nhập rất nhanh. Tôi đã chơi với Figo và Zidane và ngay cả đối với họ, điều đó cũng mất thời gian. Tôi nhớ khi Zizou đến đây, một hoặc hai tháng đầu tiên, anh ấy không chơi tốt như ở Juventus. Nhưng với Jude, có vẻ như cậu ấy đã chơi ở đây được 10 năm. Khi bạn còn trẻ như Jude, thật khó để tìm thấy bất cứ ai đã thành công như cậu ấy. Một trong những điểm tốt của Carlo là sự tự do mà ông ấy mang lại cho cầu thủ và với phong cách đó, Jude cảm thấy tự do. Cậu ấy mạnh mẽ, cầm bóng giỏi và khi bạn chơi với những cầu thủ giỏi hơn, điều đó khiến bạn trở thành một cầu thủ giỏi hơn nữa. Phải nói rằng Real Madrid đang lâm vào một hoàn cảnh khó khăn hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh mà ngôi vị đầu bảng của họ mới bị Girona giành lấy, cuộc đua vô địch của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lại càng trở nên khốc liệt hơn. Dẫu vậy, phần lo lắng sẽ được giảm đi phần nào khi Jude Bellingham trở lại. Trong giai đoạn khó khăn này, sự có mặt của Jude lại còn có ý nghĩa hơn bao giờ hết bởi người ta đã được chứng kiến anh xuất sắc thế nào để đưa Real ra khỏi những tình huống nguy hiểm. Đây vừa là một cơ hội cũng như một thách thức để tiền vệ người Anh chứng tỏ được giá trị của mình. Nói ngắn gọn, Jude Bellingham mà gánh được Real Madrid lúc này thì mới gọi là tài này.